Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng ngành bán lẻ tại Việt Nam đạt trên 10% một năm. Tỷ trọng doanh thu từ phương thức bán lẻ truyền thống đạt trên 80%, bán lẻ hiện đại là 20%. Trong đó, thương mại điện tử mới chỉ chiếm 2,8%. Đó là một con số còn khiêm tốn so với con số 12% của thương mại điện tử tại các nước châu Á, Thái Bình Dương. Vì vậy, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, thương mại điện tử bán lẻ đạt 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 5% tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước. Với công nghệ thương mại điện tử di động đã tạo ra sự chuyển hướng trong mối quan hệ tương tác giữa thương hiệu hàng hóa, người tiêu dùng và nhà bán lẻ. Do đó, tuy là hình thức kinh doanh mới, nhưng doanh thu của thương mại điện tử ở Việt Nam đã đạt doanh thu 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 3% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước năm 2016. Năm 2016, thương mại điện tử đã có một cái con số đáng ghi nhận. Về quy mô thị trường thương mại điện tử riêng bán lẻ thì hiện nay nó khoảng cái doanh thu thương mại điện tử khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, và nếu so sánh về cái tốc độ tăng trưởng giữa 2016 và 2015 thì nó khoảng 20%. Cái mô hình của thương mại điện tử trong thời gian gần đây nó cũng có nhiều cái biến đổi. Thay vì bán hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử hay đơn thuần là trên cái website thương mại điện tử của họ, thì những cái diễn đàn hay những cái mạng xã hội cũng là một cái sân chơi mới, hay là những cái ứng dụng mà trên các cái thiết bị di động nó cũng đã có cái sự phát triển. Ví dụ như là Facebook hay là Zalo, những cái mạng xã hội đấy thì nó khoảng 65%. Đến năm 2020 thì chúng tôi dự đoán rằng là cái quy mô thị trường bán lẻ này nó sẽ đạt khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh những tiện ích mà thương mại điện tử mang lại, vẫn còn không ít khó khăn và bất cập. Quy mô của thị trường Việt Nam còn tương đối nhỏ, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử đã đưa thông tin sai sự thật về sản phẩm, không có thông tin về chủ gian hàng cũng như sản phẩm cần bán, quyền lợi của người tiêu dùng bị vi phạm. Trên thị trường, người tiêu dùng thanh toán ngay sau khi nhận hàng vẫn chiếm khoảng 90%, thanh toán qua Internet Banking, thẻ tín dụng, thẻ ATM chỉ chiếm khoảng 10%. Sự phát triển của thị trường Việt Nam nó rất tăng trưởng rất tốt. Tuy nhiên, nó xuất phát từ điểm từ một cái thị trường rất là bé, quy mô thị trường rất bé. Cho nên nếu mà thực sự để tạo ra một cái cấu trúc lớn, một cái đột phá lớn thì nó phải cần một cái sự nhúng tay của những cái doanh nghiệp lớn mà có khả năng gọi là hình thành một cái xu thế mà rất rõ ràng và rất là mạnh. Vì vậy, để đạt được mục tiêu đến năm 2020, thương mại điện tử bán lẻ đạt 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 5% tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp cần phải thích nghi với khuynh hướng thương mại điện tử trên nền tảng di động nhằm tạo nên cuộc chuyển hướng mạnh mẽ trong cách mua bán. Không chỉ tích cực giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, các chương trình khuyến mại trên môi trường mua sắm điện tử di động, mà các doanh nghiệp bán lẻ còn cần phải đầu tư thiết kế các ứng dụng di động riêng cho thương hiệu, sản phẩm có tính đặc trưng riêng của mình, xây dựng kế hoạch định hướng để mạnh hoạt động thương mại điện tử trên website và các chương trình giới thiệu hàng hóa trực tuyến, v.v. Với tất cả các cái nhà bán lẻ mà tham gia bán hàng trực tuyến, với cái hình thức mà chúng ta đang cổ động, đang muốn hướng tới là bán lẻ đa kênh, thì tạo cái sự tiện dụng tốt nhất cho người tiêu dùng, và đồng thời là chúng ta cũng phải chuẩn bị để cho tất cả những cái hàng hóa mà có thể cung ứng đến tay người tiêu dùng là có một nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả cũng như là các cái chương trình khuyến mại, cũng như là các cái hoạt động khuyến mại và quảng bá gắn liền với cái việc bán lẻ trực tuyến. Và chúng tôi cũng yêu cầu các cái thành viên của mình là luôn luôn chú trọng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xu thế chung của thế giới đang là bán hàng đa kênh mà thương mại điện tử có rất nhiều điểm ưu việt. Tuy nhiên, đối với nhiều người tiêu dùng và khách hàng vẫn mong muốn là họ được nhìn thấy, được trải nghiệm, được cảm nhận sản phẩm đó hay dịch vụ. Vì vậy, nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh hình thức bán hàng đa kênh kinh doanh trung thực sẽ giúp các doanh nghiệp Việt đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng, của khách hàng trong thời đại mới.